À, kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe một cái câu chuyện có tên là câu chuyện hợp đồng vô hiệu. À, thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì tôi gặp một cái ca tư vấn là tương đối khó. Khó vì như thế nào quý vị và các bạn biết không? Khó vì cái vị khách hàng tôi là một người am hiểu pháp luật, và họ nhất nhất thì bảo vệ quan điểm của họ, và họ lại không có cái ý kiến tư vấn. Thì câu chuyện tôi san sẻ đến quý vị và các bạn, câu chuyện nó là như thế này. Ông A, ông bán đất cho ông khách hàng tôi, bán là 500m trong tổng cái diện tích là 1.500. Và ông khách hàng tôi thì ông mua, ông nhận chuyển nhượng đó quý vị, từ thời điểm năm 2016. Và trong cái quá trình mà nhận chuyển nhượng như vậy thì cái giá thì cứ cho là 1 tỷ đồng đi. Tuy nhiên rằng ông khách hàng của tôi, ông đã đặt cọc với cái số tiền là 300 triệu đồng. Câu chuyện thì chắc là cũng không có gì đáng nói. Nếu như trong trường hợp là ông A đó, ông là chủ sở hữu thật sự. Tuy nhiên bây giờ sự việc nó hoàn toàn khác. Cái vị khách hàng họ ra họ trình bày với tôi rằng là quyền sử dụng đất thứ nhất là cấp trùng với diện tích hàng xóm. Thứ hai, tức là đại khái là đất thì chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thứ hai là đất này vẫn còn là đất của ba mẹ ông A. Và các bạn thấy đó, cái đối tượng mà để chúng ta tham gia giao dịch là cái quyền sử dụng đất 500m này chưa thuộc quyền của ông A, và đang tranh chấp bằng một cái khiếu kiện về việc cấp nhầm cấp trùng đó. Thì sau khi nghe được cái toàn bộ cái câu chuyện thì họ mới đặt ra vấn đề: vậy thì theo luật sư tôi phải như thế nào? Thưa quý vị và các bạn, với cái kinh nghiệm của mình thì tôi đưa cho anh khách hàng những cái phương án khác nhau. Tôi bảo rằng là luật sư thì tôi xác nhận rằng cái hợp đồng của anh là vô hiệu. Vì như thế nào quý vị và các bạn biết không? Nếu trong trường hợp chủ quyền của cái miếng đất này là ông A, thì ông A mới có quyền mua bán, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp. Tuy nhiên là ông A ổng chưa có một cái quyền gì hết. Quyền sử dụng đất ở đây là do ổng đang quản lý trực tiếp. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tên trong tổng thể là 1.500m đó, vẫn là tên của ba mẹ ông A. Thì nếu như trong trường hợp tên của ba mẹ ông A thì khai nhận di sản thừa kế, thì ra tên ông A rộng A chuyển, vấn đề nó không bàn quý vị và các bạn. Tuy nhiên nó còn một cái trường hợp thứ hai nữa, đó là cấp nhầm. Quyền sử dụng đất của ba mẹ ông A lại bị cấp trùng qua phía bên kia. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ dừng lại cái câu chuyện là đối tượng để mà chuyển nhượng, đối tượng để mua bán thì không thuộc thẩm quyền của ông A. Bây giờ thì tôi là luật sư thì tôi cho rằng là có hai con đường thôi quý vị. Hai con đường, thứ nhất là chúng ta sẽ thỏa thuận. Thứ hai là chúng ta, nếu trong trường hợp chúng ta không thỏa thuận được thì chúng ta khởi kiện ở tòa án. Tôi bảo với ổng rằng là thôi thì bây giờ là luật sư, và tôi cho rằng đường nào thì anh cũng phải thỏa thuận để mà lấy tiền sớm. Thì ông bảo với tôi rằng tại thời điểm năm đó, năm 2016, nay là ngày 1 tháng 1 năm 2018, thưa quý vị và các bạn, và mua thì tôi không nhớ, nhưng mà vào cuối năm 2016, thì ông đặt cho tôi một cái điều kiện rằng nếu trong trường hợp mua và trong hợp đồng đặt cọc đó là 1 phạt cấp 3, vậy thì khi ông đặt cọc là 300 triệu thì ông phải yêu cầu ông A là phải với cái số tiền là 900 triệu đồng thì ông mới nhận. Khó phải không quý vị và các bạn? Rất là khó. Tôi cho rằng là luật sư thì tôi có tư vấn, và tôi cho rằng là cái đối tượng mà ông tham gia khó. Thì quay lại trường hợp thứ hai, ông lại bảo nếu trong trường hợp ông A đó, cái ông mà bán đất đó, ông biết là không phải đất của ông,
vậy thì mình sẽ tố cáo cái hành vi lừa đảo. Tôi cũng lại phản bác, tôi cho rằng là trong cái giao dịch dân sự, thực ra tôi đang đứng ở vị trí ông A cho quý vị và các bạn. Tôi đang quản lý sử dụng đất của ba mẹ, nhưng do một cái nhu cầu khó khăn về kinh tế, tôi có quyền chuyển nhượng và tôi sẽ có trách nhiệm hoàn tất về mặt thủ tục giấy tờ. Tôi có lừa đảo ai đâu, tôi sự thỏa thuận đất đó đó chứ, có phải là đất của tôi không có đâu, quý vị thấy không? Và ông khách hàng của tôi, ông lại đặt ra một cái điều kiện nữa. Ông nói rằng là khi ông đến ông rao lại toàn bộ cái diện tích đất đó thì bị một cái sự phản ứng từ phía gia đình của ông này. Thì tôi cho rằng là thực sự ra cái số tiền mà 1 tỷ đồng đó so với cái số tiền mà ông xác lập cái hợp đồng mà ông đã đặt cọc thì chỉ có 300. Thì khi nào ông nhận mà ông đưa cho ông A số tiền là hơn số tiền đó thì rõ ràng cái bài toán đó mới trả lời được. Và thưa quý vị và các bạn, một cái câu chuyện để quý vị và các bạn thấy rằng ông bảo rằng là vậy thì luật sẽ không bảo vệ quyền và lợi ích của người đi mua. Tôi bảo rằng là người đi mua, là người nhận chuyển nhượng, ông phải khôn ngoan, ông phải tỉnh táo. Và qua một cái thông điệp này, tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn rằng khi chúng ta đi mua, chúng ta phải biết rất là rõ. Thứ nhất, mua phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mà với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chủ thể phải là tên ông A. Đó là còn chưa nói hàng loạt cái rủi ro nó sẽ phát sinh. Đằng này ông khách hàng của tôi, ông biết là trong trường hợp ông mua là phải tách thửa. Các bạn thấy không? Họ biết nhưng họ vẫn cố tình, họ vẫn cố tình ký hợp đồng vì một cái điều kiện, vì cái số tiền họ không lớn. Và khi mà phát sinh tranh chấp thì hãy đổ lỗi cho trường hợp ý chí là của bên kia họ lừa đảo, và họ đổ lỗi cho hoàn cảnh. Thì một vấn đề nữa, khi mà cái bước đầu tiên tôi bảo rằng là thôi bây giờ anh thỏa thuận với ông A đi, cái gốc là 300 triệu thêm một cái số tiền nữa, thì anh bảo là không, chừng nào 900 triệu tôi trả. Quý vị thấy không? 900 triệu thì tôi mới đợi. Ông bảo rằng là thôi bây giờ luật sư ơi, luật sư kiện cho tôi ở tòa. Tôi bảo kiện được. Và ông chỉ yêu cầu luật sư là kiện trong cái thời hạn là 6 tháng. Thưa quý vị và các bạn, trong cái nghề luật sư, lâu lâu thì tôi cũng gặp một vài khách hàng họ rất là khó tính. Và họ bảo rằng là luật sư phải theo họ trong một số trường hợp. Tuy nhiên tôi cho rằng là luật sư và tất cả những cái đồng nghiệp đang xem cái video này, chúng tôi là những người luật sư, chúng tôi làm vì cái lương tâm, vì cái nghề nghiệp, vì cái việc chung nhất. Tôi có tư vấn với ông rằng nếu trong trường hợp văn phòng tôi không thể tiến đến thỏa thuận được với ông A, và cái phương án thỏa thuận như thế này, gốc số tiền 300 triệu sẽ được hoàn trả lại cho ông thêm một phần lãi suất. Cái lãi suất bao nhiêu là do cái phía bên ông A và ông tự thỏa thuận và hai bên gặp nhau chấm dứt. Nếu trong trường hợp các bên không thể thỏa thuận được thì chúng ta, tôi sẽ, văn phòng chúng tôi sẽ xúc tiến và khởi kiện tại tòa. Tuy nhiên cả hai phương án ông không đồng ý. Ông bảo rằng phải, nhất thiết phải tố cáo cái anh A về hành vi lừa đảo. Và nếu như trong trường hợp lấy tiền thì anh phải lấy gấp 3 lần số tiền đặt cọc. Và nếu khởi kiện ở tòa thì anh phải có một cái động tác là khởi kiện và chi phí thấp nhất, thời gian ngắn nhất. Thưa quý vị và các bạn, một cái buổi sáng cảm thấy hơi buồn vì cái kiến thức mình đưa cho họ. Và một cái khi trả lời về thì họ có một cái câu tương đối là hơi buồn. Họ bảo rằng, tôi nói thật với luật sư, trước khi đến với luật sư thì tôi cũng có quen biết rất là nhiều người ở đây. Thì tôi bảo rằng là thưa anh, tôi làm cái nghề và tôi có quyền chọn khách hàng, và khách hàng sẽ chọn tôi với một cái vai trò là
tương đối. Còn nếu như trong trường hợp tôi đã làm hành nghề 10 năm rồi, tôi cứ theo anh, và tôi theo anh để cái vụ kiện của anh nó không được, thì sau này nó sẽ mâu thuẫn giữa cả luật sư và thân chủ. Như vậy là nó sẽ vô hình dung, nó tạo cho cái uy tín của tôi không còn được. Kính thưa quý vị và các bạn, thông điệp của luật sư hôm nay chuyển đến quý vị và các bạn rằng trước khi ký hợp đồng, vị khách hàng của tôi biết rõ đây khi ký nó đã vô hiệu. Ý chí của họ biết rõ chủ thể quyền sử dụng đất chưa có giấy. Thứ hai, đó là vì chưa được công nhận quyền sử dụng đất. Và vì khi cái đối tượng mà để tham gia giao dịch chưa được xác lập, cho nên sau khi mà họ có ký cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và họ có đưa ra những cái quy định về phạt cọc, thì chắc chắn tòa án sẽ không áp dụng cái chế định phạt cọc. Và trong trường hợp này thì tự mình sẽ gánh lấy cái thiệt hại của chính bản thân. Kính thưa quý vị và các bạn, chắc chắn trong cái quá trình hành nghề thì một số đồng nghiệp của tôi sẽ gặp một số khách hàng mà họ có những cái kiến thức pháp luật tương đối, và họ đến văn phòng luật sư để đạt được một cái hiệu quả 100% của cái vụ kiện, và họ không có đưa ra những cái phương án mà những luật sư, các đồng nghiệp chúng tôi sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu của họ. Và người ta nói rằng là trăm người bán và người mua, thì họ, tôi cho rằng trong một cái bất cứ một cái việc buôn bán, một cái việc nhờ luật sư hoặc bất cứ một cái điều gì đó, thì các bạn có thể có quyền chọn những cái luật sư nào mà mình cảm thấy yên tâm nhất. Cái việc đó là đúng hay sai, tự anh trong cái quá trình tiếp xúc với luật sư, anh sẽ biết thế nào là một cái niềm tin để mình đặt đúng chỗ. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn những video có những cái phần sai sót, có một chút cái phản ứng từ phía luật sư, tôi cũng mong quý vị, anh em đồng nghiệp, quý thầy cô thông cảm, và với mong muốn rằng trao đi một cái thông điệp cho quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn, tất cả chúng ta ai đều cũng phải am hiểu pháp luật. Xin trân trọng cảm ơn.